Bây giờ thử xem là nó có bị ra nữa không nha. Hello. Chân test thử coi có bị giống như hồi chiều nữa không. Chào cả nhà. Nó nói gì like lại được rồi nhưng mà lại không biết là bị cái gì mà cứ like xong lại bị ao ra ấy, cứ 2-3 phút xong rồi lại ra, 2-3 phút xong rồi lại ra. Chiều nay test 4 lần rồi. Bây giờ thử lại xem là có bị không. Hình như là không bị nữa rồi sao ấy, đúng không? Sáng nay bị mụn dậy sớm, bị một cái mụn ở mặt. Mặn chậm không rát được nên ao. Ồ. Ông anh ơi chị đây. Hình như like được rồi nè, nhưng mà like một chút xíu là cái máy nó nóng. Sao vậy ta? Bị gì vậy ta?